Tiền Sơn, tại sao anh bỏ nhà ra đi mà anh không về? Ở nhà bố mẹ mong ngóng anh lắm. Anh ơi, anh về nhà đi anh. Anh Sơn. Wow, ngón tay mới dài làm sao. Ngón tay này nhìn quen quá, không biết đã gặp ở đâu rồi. Này chàng trai, cậu có thể cho mình biết mặt được chứ? Trời ơi, anh ấy không nói gì. Chàng trai ấy vẫn chỉ im lặng. Anh ấy đang cười. Trời ơi, anh ấy đang cười. Mày ơi, anh ấy đang cười. Anh ấy đang cười với tao đấy. Hạnh phúc quá. Chàng trai này, xăm trên vai, chứng tỏ chàng trai này đã phải chịu rất nhiều khổ đau, nên anh ta mới có thể xăm những hình như thế lên trên vai. Trời ơi, tôi biết là cậu đã phải chịu rất nhiều khổ sở, nhưng cậu vẫn đang cố gắng gượng cười đúng không? Đừng cố gắng gượng cười nữa anh bạn à. Hãy khóc đi. Ồ, anh Bách. Cậu có phải là Bách không? It's me. Bách này. Ồ, chúng ta lại gặp Bách ở đây. Trời ơi. Thật là có duyên đấy. Chị gái của em đây mà. Trời ơi. Này, tại sao em lại bỏ nhà? Chị đi tìm em suốt. Em bỏ nhà đi theo dài. Giờ em lại dám nói chị như vậy sao hả Linh? Chị thất vọng về em quá Linh à. Em sống lại đi. Em đừng sống như vậy nữa. Cho chị gặp mặt bạn trai của em xem nào. Ê. Rồi, thằng mắt này để đâu đưa cho chị gặp nào. Thằng kia, tại sao mày lại ve vãn em gái chị? Tại sao chị thì mày không ve hả? Mày lại đi ve em gái chị. Em gái chị có bộ phận gì? Chị không có bộ phận đấy, có thiếu cái gì đâu. Thậm chí lại còn thừa ra cả một mẩu nữa. Xin chào. Tại sao muộn rồi mà cậu không đi ngủ đi? Ngoài trời đã lạnh. Chị nào, không có chị nào ở đây cả. Không có chị nào hết. Ở đây chỉ có mình tôi thôi. Chúng ta hãy nói chuyện với nhau như những người đàn ông đi xem nào. Nào để tôi bận. Không, chúng ta là đàn ông. Hãy để phụ nữ sang một bên. Chúng ta hãy giải quyết ân oán. Anh Quang. Có phải là anh Quang không? Quang Quân Quách. Trời ơi, anh Quang ơi. Em đây mà. Em trai thất lạc của anh đấy. Tại sao anh không nói gì anh Quang? Chết rồi, hết nhạc rồi. Em mong còn gì đúng không? Ôi chết. Chết rồi, lộ hàng.